Ok, mình gây shop xe đổi cho anh em nhá. Anh em ơi, Exeter 150/2019 qua shop mình làm côn. Nên bộ côn G15V3 hàng chính hãng. Đó anh em nhá. Tất cả anh em làm côn đều được mình vệ sinh sạch sẽ rồi côn trước khi lắp vào. Đó anh em đây. Cả trong cả ngoài anh em nhá. Đó. Thay dầu motor côn và lọc dầu. Đây. Tạo đã tán lại dòng nồi côn anh em nhá. Đó, chuồng heo đã dơ kêu rất nhiều, kêu to lắm anh em ạ. Đó. Đây, đây là bộ côn G15V3 chống trượt. Đi bộ côn này anh em hạm tốc rất là nhanh anh em ạ. Đó, chống trượt nhá. Đó, hạm tốc rất nhanh và giảm tốc rất nhanh. Đó anh em ạ. Đó. Rất đẹp luôn anh em nhá, hàng chính hãng. Đây các lá côn, 3 lá côn. Và hai là fit. Ok anh em nhá. Thì mọi nhu cầu anh em làm máy, làm hơi, làm côn keo, anh em qua địa chỉ shop của mình số 5 ngách 32/84 Đỗ Đức Dục. Alo cho mình số 0362602989. Ok, chào anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video clip.